Có thể thấy rằng là những cái điệu lý của miền Trung Bộ nó rất là mềm mại, êm ái, nhẹ nhàng giống như tính cách của người Trung Bộ vậy. Ở ngoài Trung có những điệu lý vui tươi không hả thầy? Có chứ, những lý vui tươi là lý học trò. Dạ. Hay làm những cái bài lý mà khi mà giã gạo đó. Thì hai bên đối ca nam nữ, đối mà chơi chữ rồi nó cũng nhiều lắm. Dạ. Mà ở đâu cũng vậy, cũng có cái, nhưng mà khi nào mà miền Trung thì nó mượt mà nó dịu dàng hơn. Tuy nhiên lý của lý ngựa ô mà trong miền Nam thì nó khác, mà lý ngựa ô Nam ra ngoài Huế đó thì nó dịu dàng hơn một chút. Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với lý của Nam Bộ. Cái điệu lý của Nam Bộ thầy thấy nó có cái điểm gì đặc biệt thú vị mà thầy muốn chia sẻ với quý vị khán giả ạ? Cái lý miền Nam đó nó dân dã mà nó nhiều cái nó có duyên lắm. Giả tỷ như quý vị có nhớ cái câu mà quả kêu năm đáo nữ phòng mà người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương. Nhưng mà tôi chừng đã hát quả kêu, cái là quả kêu phải quả. Đây là dễ rồi, cái có những câu mà nó dí dỏm nó vui lắm. Mà thỉnh thoảng cũng có những cái hơi buồn, những cái hồi lý con sáo mà cho nên con sáo sổ lòng bay xa. Thì con sáo bay xa cũng như người tình đi bay xa đi xa, thì thành là người ta có buồn. Thì thành ra không biết hôm nay Quỳnh Hương cho lý bài là lý nào, lý vui hay lý buồn. Quý vị có biết con cúm núm không ạ? Nó là một loại chim. Dạ, và nó rất là phổ biến ở những cái vùng cỏ rất là bạt ngàn như vậy. Ngày xưa người ta đi bắt con cúm núm rồi về làm những cái món ăn này, món ăn kia. Nhưng người ta mượn những cái nội dung đó đi để mà nói về những cái câu chuyện có thể là đả kích hoặc là châm biếm cái cuộc sống hoặc là quan lại ngày xưa. Thì ngay bây giờ quý vị sẽ thưởng thức bài Lý con cúm núm với phần biểu diễn của nhóm Doremi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đánh bậy cái trên mà bưng nha, đánh bậy cái trên mà bưng. Thầy có con cúm núm nè, trong lùm chi bay mà ra. Thầy có con cúm núm nè, trong lùm chi bay mà ra. Anh đi à, đánh bậy cái ngọn mà tre nha, đánh bậy cái ngọn mà tre. Chim cái khuyên không đậu nè, chim què nó đậu mà leo. Chim cái khuyên không đậu nè, mang súng á đi bắn chim trên cành cây nha, đàn im xuống nước á, đàn trắng bay lên trên trời. Vì thế chim trời không rơi xuống đất mà trúng con kỳ đà to. Nhìn thấy quan làng đâm ra khoái chí, quan biểu đem về nhà quan. Trên mà bưng nha, đánh bậy cái trên mà bưng. Thầy có con cúm núm nè, trong lùm chi bay mà ra. Thầy có con cúm núm nè, trong lùm chi bay mà ra. Anh đi à, đánh bậy cái ngọn mà tre nha, đánh bậy cái ngọn mà tre. Chim cái quyền không đậu nè, chim chòe nó đậu mà leo. Chim cái quyền không đậu nè, chim chòe nó đậu mà leo. Mang súng đi bắn chim trên cành cây nha, đàn chim xuống nước đàn trắng bay lên trên trời. Vì thế chim trời không rơi xuống đất mà trúng con kỳ đà to. Nhìn thấy hoàng lạc lâm ra khoái chí, hoàng biểu đem hết về nhà cho quan, đem về